Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau luyện đọc bài thơ Cao Bằng. Các em lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Cao Bằng. Sau khi qua đèo gió, ta lại vượt đèo Giàng, lại vượt đèo Cao Bắc, thì ta tới Cao Bằng. Cao Bằng rõ thật cao, rồi dần dần bằng xuống. Đầu tiên là mận ngọt, đón môi ta dịu dàng, rồi đến chị rất thương, rồi đến em rất thảo. Ông lành như hạt gạo, bà hiền như suối trong. Còn núi non Cao Bằng, đo làm sao cho hết, như lòng yêu đất nước, sâu sắc người Cao Bằng. Đã dâng đến tận cùng, hết tầm cao tổ quốc, lại lặng thầm trong suốt, như suối khuất rì rào. Bạn ơi, có thấy đâu Cao Bằng xa xa ấy, vì ta mà giữ lấy một dải dài biên cương. Trúc Thông. Bài đọc đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những bài học tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em cũng có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!